Vừa qua, Công đoàn ngành giáo dục thành phố đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cho giải bóng đá mini nam giáo viên ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 21 năm 2024 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên người lao động. Giải bóng đá mini nam giáo viên ngành giáo dục và đào tạo thành phố diễn ra từ ngày 3 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4 năm 2024 với sự tham gia của 82 đơn vị là các trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố quản lý. Trong đó có 67 đơn vị công lập và 15 đơn vị ngoài công lập và 980 huấn luyện viên cầu thủ. Thì qua cái giải này thì anh em tham gia rất là nhiệt tình, sôi nổi và gắn kết, giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các đội bạn, các trường. Và cái giải bóng đá mini thành phố lần thứ 21 năm 2024 rất có ý nghĩa đối với cái phong trào thể dục thể thao thành phố, rèn luyện cho đội ngũ giáo viên, công đoàn, những công đoàn viên của thành phố tham gia một sân chơi rất là lành mạnh để có một sức khỏe tốt nhất phục vụ cho cái công tác chính của mình. Giải đấu rất là chất lượng, từ khâu chuẩn bị và từng trận đấu các đội đã chuẩn bị rất là tốt về mặt lực lượng cũng như trong trận đấu và cái chuyên môn rất là cao theo từng trận đấu. Cảm ơn thì ban tổ chức giải đã tổ chức cho một giải đấu rất là chất lượng để sau những giờ dạy các thầy cô với nhau có thể kết nối và giao lưu. Trải qua 116 trận đấu đầy kịch tính trên tinh thần trung thực hữu nghị, kết quả chung cuộc đối với giải tập thể, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba, một giải tư, bốn giải khuyến khích và một giải phong cách, và trao 3 giải cá nhân cho những cầu thủ và thủ môn có phần thể hiện xuất sắc nhất.